Như Quỳnh khiến đồng nghiệp lo lắng vì bệnh tình ngày càng trầm trọng. Nhạc sĩ Phương Uyên bất ngờ chia sẻ tình trạng sức khỏe của Như Quỳnh khiến fan lo lắng. Dạo đây sức khỏe Như Quỳnh không tốt, nhiều nỗi buồn và ở một mình, nhạc sĩ Mẹ Yêu chia sẻ. Không chỉ quan tâm về tình hình sức khỏe, Phương Uyên còn tiết lộ nhiều điều mà khán giả chưa từng được biết về cô bạn thân Như Quỳnh. Vừa qua, tại phần cuối chương trình Music Box, nhạc sĩ Phương Uyên đã giới thiệu một sáng tác riêng dành tặng danh ca Như Quỳnh, người bạn thuở nhỏ đã vài chục năm không gặp. Trước khi Như Quỳnh hát, Phương Uyên tâm sự. Rất nhiều người nói tôi sẽ đi tu vì thấy tôi hay ngồi thiền, nhưng không phải thế. Với tôi, thiền không phải đi tu, mà chỉ là cách để đi vào sâu bên trong mình, giúp mình tỉnh táo hơn. Ai cũng vậy thôi, nếu suốt ngày chỉ nhìn ra bên ngoài rồi phán xét, thì sẽ quên đi mất bản thân mình ở đâu, cần gì, muốn gì. Nhờ việc ngồi thiền nên tôi rất trân trọng các mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là bạn bè tri kỷ. Với tôi, Như Quỳnh là một người bạn tri kỷ, dù phải vài chục năm rồi tôi mới được gặp lại bạn. Chính vì thế, dù tôi không viết nhạc bolero, nhưng ngày hôm nay gặp lại, tôi vẫn viết tặng riêng Như Quỳnh một bài vì trong lòng luôn nghĩ tới bạn. Tất nhiên tôi không sáng tác bolero mà viết cho Như Quỳnh một bài điệu rumba gần với những dòng nhạc bạn từng thể hiện, từ đó Như Quỳnh sẽ chịu hát nhạc của tôi. Tôi làm mọi cách để Như Quỳnh có thể hát được nhạc của tôi và tôi nghĩ Như Quỳnh sẽ hát rất hay. Bài hát này mới tinh và chưa hề có ai hát, tôi dành riêng tặng Như Quỳnh nhân ngày gặp lại. Bài hát mang tên Tổn thương này đến bao giờ. Như Quỳnh dù hiếm khi hát các dòng nhạc khác ngoài bolero nhưng được Phương Uyên tin tưởng nên thể hiện ca khúc mới rất cảm xúc. Phương Uyên nghe xong phải thốt lên. Tôi nghe Như Quỳnh hát thì biết rằng bạn đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Tôi tặng bài này cho Như Quỳnh để khuyên bạn rằng nếu không muốn tổn thương thì hãy yêu chính bản thân mình trước. Khi nào có nhiều tình yêu rồi, mình sẽ đem tình yêu đi cho người khác mà không cần nhận lại. Như Quỳnh nghe vậy liền xúc động tâm sự. Thì tôi cũng yêu đến vài chục lần rồi, tổn thương cũng nhiều. Phương Uyên nói quá chí lý. Phải chi tôi nói chuyện nhiều với Phương Uyên hơn thì con người tôi đã thay đổi nhiều không như thế này. Xuất hiện trong chương trình này còn có danh ca Thanh Hà, nữ ca sĩ thay thế mới nói. Như Quỳnh cứ nói quá, từ lúc quen nhau tôi biết Như Quỳnh mới trải qua 2 mối tình, nhưng lần nào cũng bầm dập hết. Về lý do vì sao cả chương trình Như Quỳnh chỉ hát một bài duy nhất, Phương Uyên lý giải. Thực ra để bắt Như Quỳnh lên chương trình này là điều cực kỳ khó khăn. Thực ra tôi muốn Như Quỳnh hát nhiều hơn nữa, nhưng dạo này sức khỏe Như Quỳnh không tốt, cộng thêm nhiều nỗi buồn và ở có một mình, nên việc mọi người tập tành cùng Như Quỳnh khá bất tiện. Thôi thì những bài còn lại để Thanh Hà hát thay Như Quỳnh. Thanh Hà là một giọng hát cực hay, làm thăng hoa được mọi bài hát. Nói chung tôi và Như Quỳnh rất hiểu nhau nên dù trải qua bao năm vẫn là bạn tri kỷ. Chỉ có tri kỷ mới hiểu nhau dù không gặp. Không gặp mà vẫn thân mới gọi là tri kỷ. Cũng tại chương trình này, nhạc sĩ Phương Uyên đã tâm sự kỷ niệm cùng với danh ca Như Quỳnh. Không phải ai cũng biết Phương Uyên và Như Quỳnh là bạn từ thời thơ ấu, đến nay vẫn giữ mối quan hệ tốt ở tuổi trung niên. Tình bạn giữa tôi và Như Quỳnh bắt đầu từ rất lâu rồi. Hồi còn nhỏ chúng tôi sinh hoạt cùng nhau ở nhà văn hóa thiếu nhi, nhưng chủ yếu tôi ở nhà Như Quỳnh. Như Quỳnh rất nghèo, đã vậy còn bị một căn bệnh, đó là bệnh phong thấp. Tôi vẫn nhớ như in nhà Như Quỳnh ngày đó ở trong kho đạn, bước vào còn không lát gạch nền, thậm chí còn không láng xi măng, chỉ có nền đất. Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại lên. Như Quỳnh chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng đồng phục đi học và một chiếc váy xếp ly màu xanh để mặc. Như Quỳnh đi đâu cũng chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó, từ đi học tới đi chơi đi hát. Tôi còn không biết lúc đó Như Quỳnh giặt đồ kiểu gì để có chiếc váy mặc liên tục như thế. Trẻ con hồi đó hay có kiểu kỳ thị nhà nghèo, đứa nào nhà nghèo thì không ai chơi. Tôi thì không giàu hơn Như Quỳnh mấy, nhưng cũng gọi là khá hơn một chút. Chỉ có tôi chơi với Như Quỳnh, chúng tôi chơi với nhau từ năm 8 tuổi. Tới 15 tuổi thì chúng tôi tách ra, mạnh ai nấy đi. Lý do vì khi ấy tôi được cử đi nước ngoài học, giao lưu văn hóa. Cả nước khi ấy có vài bạn trẻ được chọn đi giao lưu nước ngoài, trong đó có tôi ở bên âm nhạc, cùng một số bạn ở bên múa, diễn. Tôi và Như Quỳnh cùng một bạn nữa là ba người hát tốt nhất trong đội văn hóa thiếu nhi ngày đó. Nhưng chỉ có tôi được cử đi học, có lẽ vì tôi may mắn hơn do có bố là nhạc sĩ. Tôi đi học về bị tiếng là kênh kiệu vênh váo, nhưng Như Quỳnh vẫn chơi với tôi. Được một thời gian thì Như Quỳnh đi Mỹ, còn tôi ở lại Việt Nam.